Chị thì thiên thượng hỏa mà, cho nên là tính trời ơi, lửa lửa trên trời nữa, nóng tính lắm. Nhưng mà dần dần thì khi mà hồi đó anh cũng rất là nóng tính, khi anh đến với bà xã anh, hai đứa nóng tính, anh nói xin lỗi nha, tụi anh cãi lộn với nhau á, giống như là hai diễn viên kịch cãi nhau vậy, hơi say, có nghĩa là uống nhưng mà chưa có say gì lắm, nhưng mà do cái bản tính người này muốn người kia phải làm theo ý của mình này nọ, thì có xảy ra một cái cự cãi thôi. Thằng nhóc anh á, nó là một cái cầu nói, nó nói ba ơi sao ba lại la mẹ lớn tiếng vậy. Hello, xin chào tất cả mọi người, tất cả các bạn đang xem đài và đang xem chương trình các ông bố nói gì. Đầu tiên khi mà biết tin vợ mình có bầu nó sao anh? Rung chứ, rung mà mình hồi hộp. Tại vì thực ra là vậy nè, khi mà anh với chị đến với nhau á, thì hai đứa có một cái thống nhất với nhau là 3 năm sau mình sẽ có em bé. Anh với chị cũng thả một thời gian, nhưng mà có được là mừng vỡ oan. Chị báo tin cho anh á, hay là ai báo tin cho anh thì không biết, nhưng mà lúc mà anh nhận tin á là anh vui, là hồi nãy nói rồi. Nhưng đúng mà rồi. Cái lúc đó anh, cái mặt anh có ác như giờ không? Không, mặt anh nó ngu lắm. mặt ngớ ngẩn. Ngớ. Hả? Có rồi hả? Có rồi hả? Thôi. Rồi được nhiêu mấy tuần rồi. Nó phải là vậy. Rồi được mấy tuần rồi. Nó nói là như mà kiểm tra thì chắc được 4 tuần hay gì đó. Trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ bầu, chị có ngán không? Có em. Đặc biệt bà xã anh ngán rất là nhiều, mà ngán kinh khủng lắm. Là đứa đầu á anh? À, anh có một đứa à, chưa có đứa thứ hai. Đang phấn đấu, người ta đang phấn đấu mà cái gì mà anh lẹ quá. Tại mình đã hỏi là anh nhảy vô luôn. Chị nghe cái gần 5 tháng lận. Thì có một cái kỷ niệm mà mình nhớ hoài là cái lúc mà chị đi quay á, đi quay cái bóng, phim cái bóng bên chồng, thì là em bé lại không có gây cho ốm ngén, mà ở nhà thì lại ốm ngén, coi như là ôm toilet, ôm liên tục luôn. Mà đi quay thì nó không sao, có kỳ gì đó. Có khi nào chị nhõng nhẽo không anh? Không em, cái đó là thiệt luôn á. Cái lúc mà còn mà quen với nhau á, thì vợ anh thích ăn cái này, thích ăn cái kia, thì anh vẫn chở đi. Anh nói một ngày nào đó mà em mà có bầu á, mà lỡ giống như là đêm hôm mà em thèm cà na với xí muội mà ngâm á, là không biết tìm ở đâu ra nha. Vậy mà hên cái lúc có bầu á thì lại không thèm mấy món đó. Không thèm chua? Đúng, dạ. Thèm đúng một món thôi, hủ tiếu gõ. Lạ vậy đó. Hủ vậy? Không thèm cái món gì hết ngoài hủ tiếu gõ. Xong cái bắt đầu ví dụ dẫn đi ăn hủ tiếu gõ là vô là ngọc cái bụng bự rồi nè, vô đặt khệ nệ ngồi xuống một cái một tô, xong phải làm xong hi hút ăn ngon lành lắm. Trời, hủ tiếu gõ mà cái gì đâu mà ngon mà em thích ăn như vậy. Rồi chất bổ gì đâu có gì đâu cho em bé đâu. Nó không, chất bổ thì mình đi ăn hải sản hay là hào cái gì tính sao, nhưng mà em thèm là thèm cái này. Bốn tô. Bốn tô. Em đoán đúng rồi. Từ 45kg mà lên 75kg. Anh, vậy lúc mà là anh đi quay vậy đó, thì tất nhiên là cái công việc mà là khi mà ra phim trường là tất cả chúng ta đều biết rồi đúng không? Đúng rồi. Một khi mà là đứng ở trong set rồi là lạng hoạng là cả ngày. Vậy thì là trong những lúc đó, nếu mà lỡ như mà là anh cần biết cái gì là vợ mình có thật sự ổn hay không, thì là anh gọi điện thoại về nhà, thì còn cách nào khác để anh liên lạc? Có những phim nếu mà ở Sài Gòn hết đó, thì em rất là đỡ. Còn anh đi xa là anh chỉ gọi điện thoại về nhà. Mà em biết là hồi xưa cách đây gần 13 năm á, cái lúc mà điện thoại di động của mình á là 3.500 một phút. Làm gì có FaceTime? Không có, ngoài ra không có gì hết. Mạng thì nó cũng có được cái là 3 giây không tốn tiền. 3 giây không tốn tiền. Đó, ai mà biết được cái thời gian đó là chuyên môn sử dụng 3 giây, đưa điện thoại lên, canh sẵn nha, bấm ngay cái nghe bên kia. Tiếp một cái. Em khỏe không? Cắt. Bên kia bấm lên, em khỏe, con khỏe không? Bên kia khỏe, nó đang làm gì? Đang ăn được mấy muỗng đó, cứ vậy mà nói qua nói lại. Tại 4 giây là tính tiền một phút. Ủa? Em nghĩ là cái giai đoạn đó hình như ai cũng chơi vậy hết á. Ai cũng vậy đó, mà em cũng vậy nữa, mà có nhiều lần bị quên hoặc là bánh hụt cũng không chơi á. Trời ơi, đúng một phút đó là tức, vậy không gọi nữa. Vậy là trong cái quá trình mà là sinh nở chắc nó bình thường hết đúng không anh? Nó trơn tru quá, nó không có vấn đề xảy ra luôn. Thì khi mà bà xã anh sinh nhóc á, là tụi anh đã chuẩn bị sẵn hết tất cả những cái gì cần để cho một cái bà mẹ khi mà vô bệnh viện sinh. Thì tự nhiên là cái ngày đó là chưa tới ngày, tại chẩn đoán là khoảng chừng còn 10 ngày nữa thì mới sinh. Thì cái mình đưa đi khám bình thường thôi, đưa vô xong cái đang đứng ngồi chơi phía trước, cái bà bác sĩ ra nói cười Cường, nói dạ sao cô bác đưa vợ vô bệnh viện đi. Ủa, có chuyện gì không bác?
chuẩn bị sinh em bé nữa. Hả? Không, sao nói có tầm 10 ngày nữa nó. Thì bây giờ nó muốn ra sớm mà. Ham vui, ham vui rồi. Làm sao không cho nó ra được. Rồi bắt đầu cái nói thôi đưa lên bệnh viện đi, bắt đầu mình anh mới chở bà xã anh đi. Thì từ Nguyễn Thị Minh Khai mà anh đưa vợ anh lên bệnh viện quận 1 á, là kế bên chợ Tân Định mình á. Nó gọi bệnh viện quận 1 tới là mình ngồi chờ. Run. Không biết giờ sao, không biết chắc lâu không, không biết trên đường nó có gì không, rồi bác sĩ sao rồi nọ, ngồi run kêu đây đóng tiền xong, đóng hết rồi, đóng lẻ lắm, xét xong ra ngồi chờ vừa mới ngó qua lại que mình tưởng ai đóng tưởng còn ai bác sĩ nói vô nhận con kìa, hả ra rồi hả, rồi cái gì lè dữ vậy, cái gì lè dữ vậy. Đó, nó là vậy, cứ như là hỏi mình có cảm giác không, thì mình hồi hộp thiệt, nhưng mà quá nhanh đi, đâm ra cảm giác mình nó không có đủ nuôi. Lần đầu tiên khi mà là anh gặp gỡ con của mình, anh thấy sao? Nhìn ổng là mặt nó rất là lạ, có người mặt cũng phúng phính mà mặt hồng lắm kìa, chứ không phải là bị da nhăn nheo gì đâu nha, rất là hồng hào. Con mắt ổng à, coi như có một lằn ngang quay nè, có một lằn ngang anh nhìn vô, ủa sao nó có mở mắt hay nó nhắm mắt vậy? Tại vì nó có mỏng quá đi, mình không biết nó nhắm mắt hay mở mắt. Giống như cái đường chỉ vậy. À, có đường chỉ. Xong cái bắt đầu bây giờ ông ngoe. Xong cái hỏi bác sĩ bây giờ pha sữa sao? Dù muốn uống 40 đi, 40 sữa thì phân nửa nóng, phân nửa lạnh, rồi một muỗng hay nhiêu đó, đại khái vậy, xong quấy lên xong rồi thử lên tay. Không, nhích vô lên tay coi nó nóng hay không, nóng quá em bé bú nó phỏng miệng sao? Mà nguội quá thì nó không có ấm bụng. Cho nên mình càng hỏi nhiều thì mình sẽ biết được cái cách thức lo cho con mình nó đang sao nè, tại vì hầu như là ở trong bệnh viện 7 ngày tới 10 ngày là anh đều lo cho con anh hết. Tuyệt vời. Bởi vậy người ta nói là đâu có thể nào mà là trong mặt mắt hình dong được, nhìn bậm trợn vậy thôi, chứ thực sự là một người đàn ông rất chu toàn. Không, cái điều đó anh biết mà. Chứ em còn một chi tiết nữa, cái lúc đó anh nhớ là anh quay cái phim Hoa Giáo Quỳ của anh Võ Tấn Bình ở Đà Lạt, đúng không? Đà Lạt. Cái tóc anh nó nhuộm highlight, cái màu nó rất là vàng, có nghĩa là mình vuốt tóc highlight rồi mặt nó sáng lắm, tới chừng vô ông trọng thì mình đâu có đội nón được đâu, vô bệnh viện đâu có đội nón được. Thì bác sĩ nhìn ông này xong nhìn tóc vàng, nhìn tưởng mình dạng giang hồ gì đâu á, mà sao bắt đầu càng ngày càng ngoan, mình từ từ mình nói nó bắt đầu mới thấy dễ thương hay sao, ông mới chỉ. Có bao giờ mà là anh rơi vào cái trường hợp là anh không biết giải quyết làm sao không, là cả hai vợ chồng luôn? Thì anh chăm nhóc anh rất là khó trong vòng 3 năm. 3 năm từ 1 tuổi tới 3 tuổi mà hai vợ chồng anh stress luôn vì nó. Cái bột á, giờ 4 tháng mấy, 5 tháng cái gì là khi mà đưa ảnh vô anh ăn mấy cái bột mà bột ngọt rồi bột mặn này nọ đó. Lúc đầu thấy ăn ngon lắm, mới được một ngày thôi, qua ngày sau tính bằng muỗng. Sữa là rút bằng xi lanh á, bơm vô cái miệng. Kéo cái miệng nhít vô để cho nó uống, để nó phải cầm cái sức của nó, chứ chị Lan thấy nó không ăn không uống không bú thì hỏi làm sao mà nó lớn cho được. Đêm hôm mà cái cho nó bú được 100 mà sợ nó ho. Nó chỉ cần nó ho một cái nó trớ văng ra rồi bắt đầu mẹ nó phải dọn dẹp hết, xong bắt đầu lựa cho nó bú lại. Có nhiều đêm á coi như là nằm gục kế bên nó luôn. Coi như là ngủ lúc nào không hay, cứ gõ cốc. Và bản thân mình quay ban ngày mệt quá, tối về nhìn thấy mẹ chăm sóc con thì cũng rất là xót, mà mình không biết cách nào mình làm được. Cảm giác của mình là mình không ngủ được một cái giấc nó ngon. Tại vì mình đang quan tâm, mình đang lo cho con mình. Nhưng mà bây giờ mà cả hai cùng như vậy thì ai sẽ là người sáng mai đi ra đây làm, rồi ai sẽ người có đủ tinh thần để lo ở nhà. Bây giờ là hai chồng bó tay đủ loại sữa nha. Tự nhiên còn khoảng chừng 2 tháng nữa ảnh bước qua 3 tuổi. Lúc đầu ảnh lại ăn được, ngủ được, thì mà sinh hoạt vệ sinh tất cả các cái đều được hết, nó thông hết luôn em. Giờ ảnh cao lớn, em biết giờ em thấy mà, em thấy mà con anh hôm nay là mới 12 tuổi rưỡi thôi, là đang học lớp 7, cao gần 1m7 nha, 1m68, 1m69, có nặng 70 kg. 3 năm hai chồng không dám đi đâu chơi, đi thì nó khó khăn quá, đi ăn không ăn, ngủ không ngủ, bú không bú, rồi em xách đi đâu. 3 năm đã trôi qua rồi, và tới tận thời điểm hiện tại bây giờ là bé đang phát triển hoàn toàn bình thường, thậm chí nha, theo như những gì anh nói thì bây giờ là bé đang vượt trội hơn so với lại những đứa trẻ khác thì em thấy 3 năm nó là đáng giá, nó hoàn toàn đáng giá, nó không hề vô ích đâu anh. Bây giờ sẽ tới một cái phần. Phần gì? Dạ. Phần gì? Dạ, vợ tôi vô số tội anh, là mình kể xấu vợ mình nè. Chị thì thiên thượng hỏa mà, cho nên là tính trời ơi, lửa trên trời nữa, nóng tính lắm. Nhưng mà dần dần thì khi mà hồi đó anh cũng rất là nóng tính. Khi anh đến với bà xã anh, hai đứa nóng tính, anh nói xin lỗi nha, tụi anh cãi lộn với nhau á,
giống như là hai diễn viên kịch cãi nhau vậy, hơi say, có nghĩa là uống nhưng mà chưa có say gì lắm, nhưng mà do cái bản tính người này muốn người kia phải làm theo ý của mình này nọ thì có xảy ra một cái cự cãi thôi. Thằng nhóc anh á, nó là một cái cầu nói, nó nói ờ ba ơi sao ba lại la mẹ lớn tiếng vậy, rồi mẹ ơi rồi sao mà ba nói vậy, thôi mẹ làm vậy đi, thì đâu có cãi vã nhau. Khi mà hai chồng cãi nhau á thì nó lại rất là buồn, nó buồn tới bây giờ cũng vậy. Dù nó đang ở trong phòng mà nghe anh với chị mà nói lớn tiếng xíu, nó cứ nghĩ là cãi nhau luôn, mở cửa ra liền coi hai chồng có cãi nhau hay không. Nếu mà cãi nhau thì nó lại rất là buồn. Thì chính vì nó là một cái điểm mà để cho cả hai cái tính nóng của tụi anh phải dằn lại, dằn xuống đó. Rồi nói nãy giờ đó, cuối cùng chị nói là lòi được có con gái là nóng tánh thôi. Đúng rồi. Không, em cứ tưởng là anh nóng tánh á, chị Lan hiền á. Anh nóng tính nhưng mà chị Lan còn nóng hơn anh. Đôi lúc á em cảm nhận thấy là sự hiện diện của đứa bé trong gia đình nó sẽ giúp cho cả hai vợ chồng sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Chính nếu xác. Như thật sự thương con và là mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Đúng. Nãy giờ là mình cũng ráng mà mình moi móc lắm á, nhưng mà có nhiều đó à. Nói bây giờ mình moi chị không được rồi, thì mình moi anh đi anh. Anh thì có những cái tật như là bề bộn, ham vui với bạn bè. Tứ lỗ tường anh dính nào? Tứ lỗ tường ấy. Hút thuốc, nhậu nhẹt thôi. Cờ bạc là không, hoàn toàn không biết. Rồi. Đánh bài cào thì đếm nút thì được. Ngay cả giấy số anh không biết dò nữa mà. Cho nên là anh chỉ có những cái đó thôi. Giờ anh nóng tính hơn anh. Cãi vã cũng nhiều rồi. Hôn nhân mười mấy năm rồi này kia. Em với trai á, muốn là anh có gì gửi gắm tới vợ mình hay không? Có một chi tiết này nè. Theo như em biết nha, tại vì em với chị Lan từng diễn chung sân khấu, chị Lan có phần lùi lại. Đúng. Lùi lại để chăm sóc cho gia đình, để anh đi làm nhiều hơn. Hồi trước là hai vợ chồng cùng làm, cùng học, nhưng sau này anh có cảm nhận đó là cái sự hy sinh của chị Lan hay không? Vì anh rất là cảm kích vợ anh. Bởi vì hy sinh vì anh, một người để lùi lại để chăm sóc cho con cái anh. Anh chỉ nói một điều mà cũng không gọi là nói nữa, tại vì vợ chồng mà sống chung sống với nhau đã gần 16 năm rồi mà, thì những cái gì mà mình làm thay cho cái lời nói. Năm nay anh muốn như thế, năm sau anh muốn như thế, và 5 năm nữa anh muốn như thế, là anh chỉ tự lặng lặng mà anh suy nghĩ là anh phải làm như thế nào để đúng 5 năm anh sẽ đạt được một cái mục tiêu mà vợ chồng của anh đã thống nhất. Ngay cả ngày kỷ niệm ngày cưới của mình, không cần những cái xung quanh, nhưng chỉ cần cái hành động của mình và cái con người của mình, mình nói được và mình có làm được trong tương lai hay không, được. Và trong năm đó hay không thôi. Em học một cái điều này nó khá là bén luôn anh. Đàn ông làm đi đừng nói, tại vì đôi lúc mình nói là bước không qua. Và ngay bây giờ là chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí đi xíu nhé, và chúng ta sẽ qua một cái phần để cho hai bố phải gọi là vận động nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng tham gia một cái trò chơi mang tên là hãy kể ra những món ăn dinh dưỡng tốt nhất dành cho mẹ bầu. Mà quan trọng nha, kể là một chuyện, mình phải nói được công dụng của nó nữa kìa. Ai đi trước nè? Rồi anh đi trước đi. Anh ok đi. Anh cười đi. Cảm trước anh đi chứ. Không ngại gì đâu anh. Rồi, món ăn là gì? Món gì? Món hàu. Hàu tại sao? Tại vì có chất kẽm, chất sắt gì đó, ăn vô thì nó sẽ thông minh. Em có ý kiến sao? Hàu là anh ăn hay là ai ăn? Không, con anh ăn chứ, anh ăn chi? Tại ăn hàu nghe nói bổ lắm đó. Anh ăn hàu là khác hàu. Nữa. Rồi, hàu đúng không? Hàu là ăn một bổ hai. Đúng rồi, hai có nghĩa là bổ người và bổ trí não. Còn nghĩ gì vậy? Bổ trí não, ăn hà bổ trí não. Bổ trí não. Nghe luôn đó. Hồi nãy giờ mình nghĩ những cái vấn đề mà em cũng thích đó, nhưng mà em bầu thì cái món này chắc ai cũng biết. Đó là đu đủ xanh hầm giò heo cho có sữa. Lợi sữa, ăn lợi sữa rồi. Tiếp tục, khoai lang. Để chi anh? Không thì khoai lang, em vẫn có sữa đó. Chất gì đúng đen. Rồi. Khoai lang. Tạm thôi, rồi khoai lang, lợi sữa, ok. Đuông dừa. Đuông dừa tốt gì? Lần đầu tiên nghe con đó. Không lẽ ăn đuông dừa tốt cây dừa? Ở đâu ra trong bụng có cây dừa? Không, đuông dừa. Đuông dừa sao không? Đuông sống á nha, bơ giấm nước mắm á không? Trời ơi. Sao tốt gì? Tại vì mẹ bầu không ăn thì ba nhỏ ăn. Ba nhỏ ăn.
Ủa có nghĩa là em kêu cái đó là để em ăn thôi. Cũng tốt thôi, là tốt. Tự nhiên cái thèm vậy đó thôi hả? Chứ giờ nói thiệt là ăn cái gì cũng bổ hết trơn á. Trời ơi, mình phải chọn món đàng hoàng chứ. Ở đây giống như là mình đang tiếp thêm kiến thức cho các mẹ, các ba để sau này người ta còn thực hiện thêm. Vậy thôi, bỏ cái đun dừa đi nha. Tại ăn đun dừa ăn sống là không có tốt đâu, nói thật. Ừ, rồi tiếp là món gì? Rồi, con đun dừa. Đun dừa đâu có được chấp nhận đâu. Không được hả? Anh bỏ rồi, tự anh bỏ luôn á. Vậy chắc cái con gì xấu xấu á. Con gì xấu xấu mà chỉ qua em. Không lẽ anh kêu em xấu? À rồi, con gà ác. Gà ác? Trời ơi, kể tàn lợi gì? Mấy cái món mà món độc không nha. Gà ác, tìm lúc bắt. Mát hay nóng? Mát. Mát. Mát lắm mà nó bổ dưỡng nữa, nó bổ dưỡng rất là tốt cho cái... Có ăn thì là cho chỉ. Không, tại vì từ nãy nhìn mấy con mình thèm không đó. Kéo ra xong tự nhiên thấy ba ăn không. Ừ, tự nhiên có ba ăn không nha, mẹ không ăn mẹ không rồi. Ăn lấy gì giờ cho con tốt được. Con gà từ Trung Bắc ngon lắm. Ok. Nếu mà mình hầm nó vừa tới á, mình ăn luôn cái xương, nhai luôn, cầm miếng ăn, bỏ không có bỏ xương nha. Bất chọn luôn không anh? Thèm. Tiếp anh. Em đói quá. Gì nữa anh? Củ. Củ. Ờ, củ. Là các loại củ. Đúng rồi. Anh Cường anh ăn chay tỉnh quá à. Cái bà bầu anh chay tỉnh, khoai lang, nè, rau, củ mà đợi. Anh kể là có. Anh nói thiệt với em là không có là không có được. Em có thể là ăn cua, ăn này nọ thì anh biết chắc chắn là bà xã mình có bầu phải bồi dưỡng những cái canxi vô đúng không? Tại khi mà truyền cho em bé rồi là chất sắt thiếu nè, đúng không? Canxi thiếu nè. Đó thì mình bồi dưỡng những cái đó thì mình chỉ biết vậy thôi. Rõ ràng là hai cái lập trường ha, bên đó rau củ nè, khoai lang nè, rồi bây giờ đó. Phải nói em nghe, tại vì chị Lan á, bà xã anh á là thích ăn rau củ hơn thích ăn thịt. Healthy. À. Hồi nãy tới giờ có một món mà là các mẹ bầu là bắt buộc phải ăn luôn mà là hai bố vẫn chưa kể. Me. Em chua thì tất nhiên là phải ăn rồi. Cốc. Tiếp cái gì nữa. Tính nói quả đúng không? Quả, mình tạm gọi nó là quả đi. Quả chứ trái thì nó cũng hơi kỳ. Quả. Cỡ nào cũng phải ăn. Thôi không biết, rồi thử coi. Không ăn là các bà bắt ăn đó. Xoài. Khó quá vậy. Mà thôi em trả lời luôn đi. Dạ. Hết giờ. Trứng ngỗng, trứng ngỗng. Trứng ngỗng anh. Cái gì mà quả trứng ngỗng? Không. Em phải nói là trứng chứ. Thì gọi là quả trứng mà anh, chứ em đâu thể nào gọi là trái trứng được. Yeah, trứng ngỗng cũng đúng. Hay. Rồi. Bây giờ ai thắng nè? Huệ. Không thấy ai thắng nó trở trội.